Mến chào cả nhà và rất vui khi các bạn ghé vào kênh của Thảo. Đêm nay là ngày 22 tháng 12, tại nhà thờ Bạch Lâm Giáo Hạt Gia Kiệm sẽ tổ chức đêm nhạc Giáng sinh với chủ đề là Giáng sinh hạnh ngộ. Mình vừa gửi xe ở bên hông nhà thờ thì tại nơi đây họ buôn bán rất là nhiều món ăn vặt để mọi người có thể mang vào, vừa có ca nhạc vừa nhâm nhi. Mặt tiền của nhà thờ được trang trí rất là nhiều bóng đèn, ngôi sao và những cây thông nhỏ gắn đèn. Khuôn viên nhà thờ rất là rộng và mặt tiền của nhà thờ là nằm ngay trên con đường quốc lộ 20, nơi mà có lượng xe qua lại rất là đông. Nhưng mà được cái là không bị kẹt, vì nhờ có những người trong ban hành giáo của giáo xứ cùng với các anh em công an hỗ trợ, trên hình đường xe nơi đây cũng bị bế tắc. Chúng ta đã đến cổng nhà thờ rồi nha các bạn. Và đây là ca khúc tiếng Tây Ban Nha cũng như là ca khúc tiếng Anh, và hầu như là cái giai điệu rộn ràng cứ vang lên là chúng ta biết được rằng là Noel lại về rồi, Giáng sinh lại về rồi. Và đây chắc là quầy nước của các hiền mẫu để gây quỹ từ thiện đó cả nhà. Khuôn viên của nhà thờ được trang trí đèn trông rất là đẹp, như là mình thấy cây thông và ba ngọn tháp của nhà thờ có ánh đèn màu, cho nên là nổi bật trước màn đêm của bầu trời. Con bước xuống đây. Lời nói đầu tiên xin phép cho con được gửi lời chào, con xin được gửi lời chào đến quý cha, quý sơ và toàn thể quý cộng đoàn có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Quý vị có khỏe không ạ? Dạ, một tráng tay thật lớn cho người từ phương xa được với quý vị. Con cảm ơn rất nhiều và ngày hôm nay con thấy rất là hạnh phúc, bởi vì đây là lần đầu tiên con được đến với giáo xứ Bạch Lâm và không khí ngày hôm nay phải nói là quá tuyệt vời. Chứ mọi năm là con ở châu Âu lạnh lắm, nhưng mà năm nay cùng đón Giáng sinh với tất cả quý vị ở tại quê nhà, phải nói là một cái điều mà vô cùng hạnh phúc và ấm áp đối với con trong giờ phút này. Và cùng lắng nghe lại một lần nữa ca khúc được mang tựa đề Mùa Đông Thương.
Xin cảm ơn ạ. Thank you. Vỗ tay lớn lên cho con ạ. Yes.
tay đi. Xin một tràng vỗ tay thật lớn từ tất cả quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và kính thưa quý vị, ở ca khúc kế tiếp, xin mời quý vị thưởng thức một bài hát của một người bạn rất thân của Elvis Phương, đó là nhạc sĩ Nguyễn Vũ, và ca khúc bài Thanh Ca Buồn. Xin mời quý vị thưởng thức sau đây. Hãy
xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Được chưa em? Dạ, em là con của em chị. Con nghe một câu là bây giờ sẽ có một ca khúc mà nếu mà được thì con sẽ nhờ chú ông xã Hồng Cung lại với tất cả những ca sĩ đang có mặt trong đêm nhạc ngày hôm nay một ca khúc hay nghe lên. Không biết là chú có thể ở lại cùng với tất cả mọi người được không ạ? Đây sẽ là cảm ơn chú nha. Chú đọc một bộ tập. Dạ, không sao, chú chỉ phải ở lại với tụi con thôi là tụi con đã vui rồi. Và không biết là quý ông đoàn bây giờ chúng ta sẽ khép lại đêm nhạc ngày hôm nay và chỉ có bật mí thôi quý vị thôi là ngày nay thì chúng ta là có quà tặng cho sinh hai. Quý vị mình có nghe lời cái MC này. Quý vị muốn nghe ở dưới tôi hát nữa thì quý vị cũng vỗ tay lên. Thật sự là biết cái con muốn chú hát tiếp được cơ, nhưng mà dĩ nhiên là con cũng ghê lắm, sao vậy chứ làm bộ đấy. Không, con thật sự luôn. Tại vì con là một thần tượng chú từ rất lâu rồi, ngày hôm nay là trước khi chương trình diễn ra là con đã xin chụp hình với chú rồi. Như vậy con nói như vậy thì con có thích chú không? Chắc con rất thích. Rồi con hát đi. Vâng. Tại vì từ cái khúc này cái con hết biết nói gì vậy ạ. Rồi và bây giờ thì chắc có lẽ là vì thời gian cũng như là tình cảm yêu thương của tất cả quý vị thì vậy là cũng hứa hẹn rằng nhiều chương trình tiếp theo vào 22 tháng 12 của năm tiếp theo 2024 và rất nhiều những cái cột mốc tiếp theo và hy vọng rằng và rồi sau khi treo kỷ niệm chương thì xin mời tất cả chúng ta cùng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc một kinh giáo văn thanh rồi nhận phép này và chúng ta ra về bảo an. Xin được thông báo chương trình như vậy. Trên đây xin chúng ta sẽ làm phần treo kỷ niệm chương cho quý ca sĩ và các quý vị cùng đây. Nhiều những chương trình và tặng Giáng sinh mùa 3, mùa 4, mùa 5 và thậm chí là rất nhiều những mùa tiếp theo, chỉ cần quý vị còn yêu thương thì chương trình sẽ còn diễn ra. Vì vậy là quý vị ơi hãy tiếp tục ủng hộ chương trình nghệ sĩ và đặc biệt là cùng với con nhà nhá. Bây giờ thì khoai mình mong muốn là sẽ có thể xuất hiện cùng với gì đó thì thoải mái thì hy vọng là những cái thông tin sẽ mang đến yếu tố là kỷ niệm cho chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị nhá, xin cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc quý vị sẽ có cùng đêm quan sát và quan hệ bình an để chúng ta sẽ tiếp tục ngày mai với những ngày cận kề của mùa Noel. Và được Chúa con, và được Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ còn có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Nào ta chung tùng Chúa, ta ơn Chúa. Xin kính chúc quý vị ra về bằng an một giấc ngủ an lành. Đêm nhạc Giáng sinh hạnh ngộ ở nhà thờ Bạch Lâm đã kết thúc, đã đem lại niềm vui cho mọi người. Đây đúng là một món quà thật là ý nghĩa cho mùa Giáng sinh 2023 năm nay. Đến đây Thắm xin tạm ngừng video của mình. Mến chúc mọi người có một mùa Giáng sinh thật là an lành và hạnh phúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.